Hình ảnh một thành viên của lực lượng tinh nhuệ Mỹ bế một phụ nữ gốc Việt cùng đứa con nhỏ của chị trên tay ra khỏi khu vực ngập lụt ở Houston đã lan truyền rộng rãi trên mạng trong những ngày qua và trở thành một biểu tượng đẹp về sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan thi hành pháp luật Mỹ đối với các nạn nhân trong cơn hoạn nạn. Hình ảnh mà nhiều người cho là rất cảm động được phóng viên AP David Phillips ghi vào ống kính hôm 27 tháng 8. Ảnh chụp Derry Hildeck, thành viên của đội SWAT Houston, đang giải cứu hai mẹ con chị Catherine Phạm qua khu vực lụt đến ngang đầu gối giữa lúc bão Harvey đang hoành hành dữ dội ở Houston. Phóng viên của Nhật báo tin tức Dallas buổi sáng Luis De Luca cũng đã ghi lại được khoảnh khắc trong đó đứa con trai 13 tháng tuổi của chị Catherine, Aiden Phạm, đang ngủ trong vòng tay của mẹ khi được giải cứu. Hình ảnh đó được mọi người cho là đã làm ấm lòng người trong bối cảnh các nạn nhân đang vật lộn giữa sự sống và cái chết giữa cơn bão tàn khốc nhất từng xảy ra ở Texas trong nhiều thập kỷ qua. Lực lượng cứu hộ của chính phủ và quân đội đã đóng góp rất nhiều trong những ngày qua ở Houston, theo anh Kevin Nguyễn, một cư dân ở đây. Anh nói với VOA rằng hình ảnh của một nhân viên công lực giúp đỡ hai mẹ con người Việt đã đoàn kết mọi người và động viên họ giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. Khi mà nhìn thấy được cái hình ảnh đó của một người lính trong quân đội khi mà giúp đỡ như vậy thì nó tạo nên cho tất cả mọi người một cái ý chí để mà muốn giúp những người khác hơn, thì nó tạo thêm cho những người khác có tinh thần để mà giúp đỡ những người khác hơn. Người ta nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy thì người ta cũng thấy là tại sao người ta giúp được mà mình không giúp được, thì những cái người đó người ta sẽ đứng lên và người ta ra ngoài đường người ta giúp đỡ những người khác. Sau khi hoành hành tại bang Texas, bão Harvey đang di chuyển về miền đông, về hướng tiểu bang Louisiana, nơi mà cách đây 12 năm đã trải qua trận bão lịch sử Katrina, cướp đi hơn 1.800 sinh mạng.